Xin chào cả nhà, em tiếp tục phục vụ cả nhà chiếc lọc khí Daikin mặt nguyệt, hay là còn gọi là vầng trăng, một cái mẫu bán rất là chạy. Bên em vừa vệ sinh xong nha các bác nhé, để em để mã số 2 này. Đấy, chiếc máy đã được đấu biến áp điện 220V, vệ sinh sạch sẽ, test dọn kiểm tra tất cả mọi chức năng ok, ngon lành, hình thức đẹp. Để quay qua xem hình thức bên ngoài nhé, đã làm rất là sạch đẹp rồi, trắng tinh tươm. Đấy, nội ngoại thất sạch sẽ, tất cả các chức năng đều hoạt động tốt. Tất cả các bác mua bên em thì không cần phải lo về chức năng các thứ nhé, bên em đã vệ sinh sạch đẹp hết rồi. Có một cái điều mà em đăng lên đây thì nhiều bác cũng có biết sơ một chút, thì đúng là đối với cái dòng máy Daikin này, nếu ở những ngày độ ẩm thấp các bác nhé, em nói là những ngày độ ẩm thấp mà nó cứ báo liên tục số 90 đấy, thì tức là cái cảm biến này nó bị hỏng. Nhưng mà thực ra là khi về bọn em dọn thì đã thay cái cảm biến mới rồi, thì cái cảm biến ẩm mới nó rất là rẻ thôi, nó không đáng bao tiền cả đấy. Cho nên nó phải lấy một cái máy đo độ ẩm để làm bằng chứng cho các bác này. Thì hôm nay độ ẩm tuy là miền Bắc là mùa hè nhưng độ ẩm rất là cao. Đợt này các bác không thấy là anh em bán máy hút ẩm rất là nhiều đấy. Đây, cái máy này nó chỉ báo được đến số 90 nó kịch thôi ạ. Thì độ ẩm hôm nay các bác nhìn này, cái máy này nó báo tận 99 rồi, thì gần như là 100% luôn. Thì đương nhiên nó phải ở số 90 chứ còn làm sao mà nó xuống được nữa, đúng không ạ? Đây là em nói giải thích với các bác rằng là nhiều bác cũng có biết đấy, nhưng mà mình biết nó cũng chưa sâu lắm về vấn đề kỹ thuật. Còn bọn em khi bán bọn em phải có trách nhiệm là làm chuẩn chỉ cho các bác đấy ạ, đúng không ạ? Đấy, các bác nhìn kìa, chứ còn không có chuyện là cảm biến sai các bác nhé, cảm biến là phải chuẩn đấy, nó có sai số đấy nhưng mà không phải là nhiều. Cái nào nó cũng vậy thôi, không có gì là tuyệt đối cả. Nhưng các em nhìn cái máy đo độ ẩm, các bác nhìn này. Đấy, thì các bác thấy là máy đang báo trên 90 nhá, chứ không phải là như có bác comment trên bài của em là báo 90 là ẩm hỏng, IC hỏng, cảm biến nó hỏng, đâu không phải đâu ạ. Độ ẩm nó cao vượt rồi thì làm sao mà báo nữa ạ. Còn những cái ngày độ ẩm thấp 40-50% mà các bác vẫn nhìn thấy nó báo số 90 thì thấy là hỏng, thì là đúng ạ. Thì thay đơn giản thôi các bác, có gì đâu, 100.000 cái cảm biến mới tinh mà. Con này nội thất rất là đẹp, con này hai cột lọc tĩnh điện hai bên rất là mới nhá. Đấy, màng HEPA con này zin còn rất là đẹp, em vẫn để nguyên. Nói chung màng HEPA zin đẹp này rất là hiếm đấy ạ. Đấy, các bác nhé, nó có hơi, các bác nhìn qua hình ảnh video thì nó có hơi đen đen một chút, đây thực ra nó là cái bụi bẩn thôi, nó vào cái than này các bác này, nó bị tì vào cái than này này các bác nhé, chỗ này nó lồi ra, nó tì vào cái than này, đấy hai vết này này. Đấy, chứ còn không phải là nó bị mốc hay cái gì đâu ạ. Thì cái màng này bản chất còn rất là đẹp, nó tùy vào cái than này các bác nhé. Đấy, hai cái chỗ than này này, lúc bị khí than này. Đấy, hai cái màng HEPA còn rất mới luôn. Đấy, chiếc này thì em bán là 3.3 triệu, bảo hành 1 năm chưa phí vận chuyển. Máy đầu biến áp điện 220V rồi, các bác ở xa mua đặt cọc trước 500 nhé, nhận hàng kiểm tra đúng hàng, các bác thanh toán nốt cho bên bưu điện, em gửi hàng bên bưu điện đấy ạ. Đấy, còn bác nào chuyển khoản hết thì em bao ship toàn quốc. Bình nước bùa nó rất mới nhé, tàu ẩm rất là đẹp này. Quay thông số tem mác cho các bác, đời 2014 nhé, series máy 1754 này. Chung là cái mẫu này trong cái tầm tiền thì không có đối thủ đâu ạ. Nó là một cái mẫu thiết kế rất là đẹp, lành bền của Daikin, chả có gì để hỏng. Đấy, cực bền các bác nhé. Tất cả cái cửa này của nó làm hệ cơ hết, nên là kể trẻ con bẻ đi bẻ lại nghịch thoải mái, nó cũng không sợ, không có gì hỏng cả. Các bác dùng cái máy này cho phòng ngủ phòng khách đều ok hết, từ 10m2 cho đến 5-60m2 đều dùng được đối với con máy này. Chào các bác.